Từ tối 20 tháng 3, trên các trang diễn đàn phụ huynh, học sinh thành phố Hồ Chí Minh lan truyền hình ảnh chụp tấm áo màu trắng của học sinh lấm tấm máu. Theo mô tả, lý do là học sinh này bị thầy hiệu trưởng đánh chảy máu đầu. Sự việc xảy ra tại trường tiểu học Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Người đăng tin viết: "Cháu tôi đi học bị hiệu trưởng đánh chảy máu đầu mà thầy cô trong trường che giấu, tôi mà làm lớn chuyện thì cháu tôi không đi học được." Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, việc hiệu trưởng trường tiểu học Tân Phú Trung đánh học sinh xảy ra vào sáng 19 tháng 3. Cụ thể, tiết học toán của lớp 2/8 trường tiểu học Tân Phú Trung do hiệu trưởng đứng lớp. Lý do đánh học sinh theo tường trình của hiệu trưởng với cơ quan chức năng là vì em này nghịch trong lớp không làm bài. Khi hiệu trưởng lấy cái song lan, tức một loại nhạc cụ của nghệ sĩ khi đàn dùng để giữ phách, đánh vào vai học sinh thì em này né nên trúng đầu gây chảy máu. Trong ngày 19 tháng 3, nhà trường đã đưa học sinh này đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe và chẩn đoán ban đầu là bị thương ngoài da. Ngày 20 và 21 tháng 3, học sinh này vẫn đang nghỉ ở nhà, chưa đi học lại. Trao đổi với phóng viên báo Người Lao Động, một cán bộ phòng giáo dục đào tạo huyện Củ Chi cho biết, hiện Ủy ban Nhân dân huyện đã chỉ đạo phòng nội vụ xác minh và báo cáo thường trực Ủy ban Nhân dân huyện Củ Chi về sự việc.